small. Okay, ready? Rồi bài sáng giờ chưa đại tuổi trẻ cho nam ta chân trời bao giờ đại cha xuân chưa đại kia cha rồi chưa đại xuân nam chưa Rồi lại bên trời sáng chiến đưa bài rồi sáng chiến chưa đã Rồi chiến cho năm đã Chẳng chơi bài thơ đại nơi chờ xuân chiến Đó kể chân sôi chơi phèo sôi nán chì Đó lại bên chờ sàn chì Mãi năm qua tại nhà sinh giờ tan chi để hòa tan để về giờ tan để bài sửa chi đường nghệ chi chưa tan trở về sửa chi đường nghệ mẹ về thế Nhớ rằng cho tai nhớ tai đời tai nhóm lời nhớ bài chúa chỉ mọi năm gọi tai nhớ về xin chỉ tai nhớ để vài tai để về chưa ta đảm bảo chúa chỉ tuân nghe tai tuân nghe chỉ chưa tan ra vai chúa chỉ tuân nghe mẹ về thế và tan mẹ ra vai chúa chỉ nhớ đến cho tai nhớ tan ra tai nhớ lại nè mãi năm qua tai nhân tử sinh chia tan chia để vài tan để về chia tan đan bài chia chia đông nghệ tai đông nghệ chia chia tan đoài chia chia đông nghệ mẹ bè thế
An je zo pa sha je je do cha ra len je nya da cha ban de san je je la me de Rồi quên nó tại chân đời chưa bài Sen je nan je sam ba ta che da che ta ba che jon de ma te ba ye che je go lo ko de so tāṅ gāyā tu jē 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 rē sōṅ rāṅ jī jā mā tā tē jē pāṅ jāṅ bā sī jā lōṅ bā tā vā rē jī bā kā chū jī jā bā jā lāṅ gu sōṅ tā tu jē 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 tē lō nā rō tāṅ mā bā mā lā jī jē gā mō bā bā mō trī bā jā wān trī gōṅ kā jū lā mā nā jē tā jū jē tā nā tā nā sī rā tāṅ jū tā lā mā lā bā lā yā jī sā 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 yā tē jā tā mā lā wā tē jī tōṅ jī jī bā kā lē sō Okay, good morning, dear Dhamma friends. And today we will continuously discuss on the 14 root downfalls or samayas. So today we are on the seventh, yeah, the seventh samayas. It says to disclose the secret teachings to sentient beings who have not fully matured is seventh. Actually, there are some particular sentient beings who are not allowed to listen to secret tantra teachings. They are, for example, people who have broken tantric samayas in a serious way. Because of wrong view. Then after they have not confessed for a single moment, and they don't have even, and they don't even have the intention to confess. If we teach secret parts of Tantra to them, it will not be of any benefit to them. Because they still will give rise to more wrong views. So that's why they are not permitted to receive secret tantric teachings. Okay. Yeah, it's okay. Okay, sorry. It's okay. Okay. Thầy gửi lời thương chào toàn thể anh chị em đạo hữu. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục tìm hiểu về 14 giới phạm căn bản. Lần trước là chúng ta đã đi qua 6 giới phạm rồi, hôm nay chúng ta sẽ đến giới phạm thứ 7, đó chính là lộ mật pháp cho người chưa thuần. Lộ mật pháp cho người chưa thuần thì ở đây là những người mà chưa tinh thuần, những người chưa đầy đủ căn cơ. Thì có một vài hữu tình được xếp vào là chưa đủ căn cơ hoặc là chưa đủ tinh thuần để có thể thọ nhận được giáo pháp bí mật hoặc là mật pháp. Thì chẳng hạn như là người mang nặng tà kiến, những người mà mang nặng tà kiến và với cái tà kiến đó họ đã hủy phạm giới nguyện một cách nghiêm trọng và họ không chịu sám hối hoặc là họ không sám hối ngay lập tức. Thì đối với những người như vậy thì mật pháp sẽ không đem lại bất cứ một lợi lạc nào mà chỉ khiến cho họ thêm nặng cái tà kiến của mình thôi. Và do đó đối với những người như vậy thì chúng ta không thể nào lộ mật pháp ra được. If we do teach them, then we incur the seventh downfall. Usually, Vajrayana is secret. And whether it is secret or not depends on the practitioners. Practitioners who have heard Vajrayana method teachings, if you can arouse pure perception
And if you can arouse enthusiasm, then you will understand through your practice. And then the secret Vajrayana isn't the secret for any of you. Như vậy thì đối với những người chẳng hạn như là thầy vừa mới nêu thì những cái trường hợp đó, nếu mà chúng ta chia sẻ mật pháp đâu cho họ thì nghĩa là chúng ta đã phạm vào cái giới này rồi, chúng ta đã mắc phải giới phạm căn bản thứ bảy. Thì chúng ta thấy cái chữ mật pháp có nghĩa là giáo pháp bí mật, giáo lý bí mật, và cái bí mật này nó còn tùy thuộc vào từng người. Thì đối với những người mà đã tinh thuần rồi, những người mà có tri kiến thanh tịnh, những người có lòng nhiệt thành với giáo pháp và có tâm tu đạo chân chính, thì đối với những người như vậy thì có thể tu được mật pháp. But when some people hear Vajrayana teachings, they feel uncomfortable. Uncomfortable means a wrong view or the wrong kind of doubt. One kind of doubt is thinking, what is this about? And you are willing to learn something, this doubt is fine. But another kind of doubt is to think that doesn't seem true. Maybe you haven't completely decided, but you already think it is probably not true. Và chúng ta sẽ thấy có những người mà họ khi mà họ nghe mật pháp, khi mà họ tiếp cận với những giáo lý bí mật thì họ cảm thấy rất là khó chịu. Đó một phần là do tà kiến, một phần là do họ nghi hoặc, họ đang phân vân không biết là đây là giáo lý gì, đây là giáo lý như thế nào. Thì đối với giáo lý của Đức Phật thì đôi khi cái việc mà chúng ta hoài nghi một chút nó cũng là tốt, nhưng mà nó đôi khi nó đến từ cái việc là cái căn cơ của chúng ta nó chưa tinh thuần, nó chưa đủ để chúng ta có thể tiếp nhận được những giáo lý bí mật này. In the circumstance of hearing about mandala and all of the Yidam deities veiling this universe and so on, and especially hearing about non-duality, if you are thinking, maybe not, if you have that kind of doubt, then that means it is kept very secret from you. That means you make it secret by yourself. Và khi mà chúng ta nghe những giáo lý hoặc là những cụm từ chẳng hạn như là mandala, rồi chúng ta nghe về bổn tôn, chúng ta được dạy rằng là chư bổn tôn tràn đầy khắp cả vũ trụ, rồi những giáo lý về bất nhị vân vân, thì nếu như mà chúng ta cho rằng là chúng không thực sự như vậy, hoặc là chúng không biết chắc là như thế hay không, thì chúng ta hãy giữ những cái nguyên hạt đó cho chính mình. The next is the Eighth Samaya. It says to abuse one's own aggregates, the embodiments of the five Buddhas is it. Và bây giờ sẽ đến giới phạm thứ 8, đó chính là tổn thương tự thân năm Phật Đà. Tức là tự thân của chúng ta là hiện thân của năm vị Phật. Our five aggregates are the five family Buddhas. For instance, our consciousness is Akshobhya, and our feeling is Ranasambhava, and aggregate of perception is Amitabha. And the aggregate of formation is Amoghasiddhi, and our body is Vairochana. Thì ở nơi cơ thể của chúng ta được chúng ta sẽ thấy có ở nơi bản thân chúng ta có năm uẩn, thì tương ứng với lại năm Phật. Năm uẩn của chúng ta sẽ tương ứng với năm Phật tuần tự như sau: thức uẩn sẽ tương ứng với Asubhe Như Lai, thọ uẩn sẽ tương ứng với Bảo Sinh Như Lai, tưởng uẩn sẽ tương ứng với A Di Đà Như Lai, hành uẩn tương ứng với Bất Không Thành Tựu Như Lai, và sắc uẩn sẽ tương ứng với Tỳ Lô Giá Na Như Lai. Then our inner sins, perceptions are the six bodhisattvas. For example, eyes are
Bodhisattva Akkasangarbha. Ears are Vajrapani. Nose is the Earth Bodhisattva Shitigarbha. Tongue is Avalokiteshvara. Body is Bodhisattva Vishkamben, and then the mind is Manjushri. Và tương ứng với sáu căn của chúng ta sẽ là sáu vị Bồ Tát. Tuần tự như sau, mắt của chúng ta là hư không tạng Bồ Tát. Tai của chúng ta là kim cang thủ Bồ Tát. Mũi của chúng ta là địa tạng vương Bồ Tát. Lưỡi của chúng ta là quán thế âm Bồ Tát. Thân của chúng ta là trừ cái chướng Bồ Tát. Và tâm của chúng ta là văn thù Bồ Tát. And then each and every chakra has idam deities, and every channel and node has idam deities. Và đồng thời cái hệ mạch của chúng ta, các cái hệ thống luân xa của chúng ta sẽ tương ứng với các vị bổn tôn. In brief, there are 42 peaceful idams and 85 harukas. 42 peaceful idams and 58 harukas, and all of them are in our body. Nói một cách ngắn gọn thì 42 vị hộ Phật an bình và 58 vị hộ Phật phẫn nộ, tất cả đều vân tập ở trong ngay chính bản thân chúng ta. On the crown chakra, in its 10 directions, there are different guardians. And then in the heart chakra, it also has outer, inner, and secret, and other. In the 10 directions, everywhere there are yidam deities. Chẳng hạn như là ở luân xa đỉnh đầu của chúng ta thì sẽ là hướng ra về tám phương, thì tám phương đó sẽ đại biểu cho các vị hộ pháp của tám phương. Rồi luân xa tiên của chúng ta cũng sẽ phân ra các thứ lớp ngoài, trong và mật của 10 phương. That is how our body is full of yidam deities. Và đó lý do tại sao chúng ta nói rằng là thân này là trụ xứ của chư Bổn Tôn, của chư Hộ Phật. If we do not recognize this, we think this is an ordinary body, and if we have this perception, then we can break samaya. Cho nên nếu như chúng ta không nắm được yếu điểm này, chúng ta chỉ nghĩ đây là chỉ là một cùng bất quá chỉ là một cái xác phàm thôi, thì với cái ý niệm như vậy chúng ta sẽ rất có thể mắc phải giới phàm này. This body is really a mandala of Yidam deities. That's where Lord Jitin Sungun said in the fivefold Mahamudra, if the stronghold of unchanging ground is not seized in one's own body, the king of the deities, the court of modern darkness, will not convene. So persevere in the idam of the body. Như vậy chúng ta thấy rằng là thân này của chúng ta chính là mandala, chính là nơi vân tập của chư hộ Phật. Thì giống như là sư tổ Sĩ Tên Sư Gân đã nói trong những giáo lý liên quan đến năm nhánh đại thủ ấn, rằng là nếu nền tảng không vững chắc ở nơi trong thân của chúng ta không nhận biết đây chính là trụ xứ của vua, của các vị bổn tôn, của nữ vương, của các vị Phật mẫu, thì chúng ta chẳng thể nào mà có thể nắm được yếu lĩnh. The Yidam is the root of siddhis and the guru is the root of blessings. They are the our way of practice and they are the result of our practice. So this samaya is very, very important. Và bởi do bổn tôn chính là gốc của tất cả mọi thành tựu, thì cũng giống như là bậc đạo sư chính là gốc của tất cả cội phước lành. Cho nên khi chúng ta nói về đạo sư và về bổn tôn, thì đây chính là những pháp hành chính yếu của chúng ta. Và điều đó khiến cho giới phạm này là một trong những giới phạm vô cùng nghiêm trọng. Next is the ninth samaya. It says,
To doubt the pure nature of phenomena is the ninth. Và tiếp theo ở giới phạm thứ 9 là chúng ta hoài nghi chư pháp vốn thuần tịnh. We said that over five aggregates are the five family Buddhas, and the channels are mandalas of Yidam deities, and that the six sins, outer and inner, are the male and female bodhisattvas. Thì ở đây chúng ta nhận diện là năm uẩn chính là năm vị Phật. Hệ thống kinh mạch của chúng ta chính là mandala của chư tôn, và sáu căn bên trong cũng như bên ngoài chính là các vị Bồ Tát nam và các vị Bồ Tát nữ. We don't make them like this artificially, it is natural. Like the sun's ray have different colors naturally, or when the sun and the rain come together, the rainbow appears naturally. Thì đây không phải là điều mà chúng ta cố gắng, chúng ta tưởng tượng ra, mà nó chính là cái tự tánh bổn nhiên, tức là một cái gì đó nó thuộc về tự nhiên rồi. Nó giống như là ánh mặt trời bình thường, chúng ta không thấy gì cả. Nhưng mà nếu như ánh mặt trời, các tia sáng mặt trời cùng chiếu và cùng lúc đó có những cái cơn mưa, thì chúng ta sẽ thấy được bảy sắc cầu vồng. Cho nên là chuyện bảy sắc cầu vồng nó là hết sức tự nhiên. Especially our mind is the Dharmakaya, but some doubt that it is Buddha mind and think it is just taught as skillful means. Và tâm của chúng ta chính là pháp thân, và tất cả những cái niệm tưởng của chúng ta đều có thể dùng để làm phương tiện cho mình. But inherently there is nothing like all of these qualities in it. Especially our ordinary mind is non-conceptual mind or non-duality or Dharmakaya. And if some doubts these, then this is the ninth downfall of Samaya. Và bởi do tất cả mọi sự vốn chẳng thực có, và tâm của chúng ta vốn dĩ là vô niệm, vô tướng, là bất nhị. Cho nên nếu như chúng ta mà hoài nghi tất cả những điểm này, thì đây chính là giới phạm. The reason we call it breaking Samaya is that whenever you break Samaya, then you cannot make qualities arise from Buddha nature. You already have Buddha nature. The only thing you have to do is purify the temporary obscurations. Và khi mà chúng ta nói đến hai chữ phạm giới, có nghĩa là khi mà chúng ta mắc phải cái giới đó hoặc là mắc phải vào cái điều đó, thì chúng ta không thể nào hiển lộ ra được những cái phẩm chất tự nhiên của tánh giác hoặc là của Phật tánh. Và do đó là cái nhiệm vụ của chúng ta đó là tiêu trừ đi những cái che chướng. But instead, if you create extra obscurations, then you break Samaya. That's why Lord Jigten Sungun said in the Fivefold Mahamudra, if the cloud masses of thoughts have not subsided within the spacious sky of the nature of our mind, plants and stars of twofold knowledge will not shine. Và nếu như mà chúng ta, okay. Yeah, so persevere in this non-conceptual mind. Và nếu như mà chúng ta thay vì là chúng ta tiêu trừ đi chướng ngại, để tiêu trừ đi cái lớp che chướng, mà chúng ta lại tạo thêm cái lớp che chướng, thì như vậy đó là một cái hình thức mà chúng ta đã phạm vào cái giới nguyện rồi. Giống như sư tổ Sĩ Tên Sinh Gân đã từng nói trong những cái giáo lý về năm nhánh đại ấn, rằng là nếu như mà những cái án mây, những cái đám mây phàm niệm, tức là những cái đám mây mà phàm niệm mà vẫn chưa tan, thì bầu trời quang đãng của giác tánh và mặt trời sáng tỏ của tánh không chẳng thể nào chiếu sáng được. Twofold knowledge is the Buddha's omniscience. We all have this knowledge, but we have to purify our obscurations. And if we keep pure Samaya, then it will help us to shine our twofold knowledge for the sake of all mother sentient beings. Thì thực ra thì hai phương diện
trí tuệ của chánh trí của Đức Phật, tức là chánh biến tri, thì luôn luôn hiện diện đối, ở trong chúng ta. Nhưng mà việc chúng ta còn phải làm là tiêu trừ che chướng, và nếu như chúng ta có thể giữ giới nguyện một cách thanh tịnh thì chúng ta có thể thực sự đạt đến được chánh biến tri. The next samaya is the tenth. It says to maintain loving relations with the evil doers is regarded as tenth. Và giới phạm thứ 10 đó chính là đồng hành thân cận với bạn dữ. It is very unlikely for us to commit this now virtue because it would be difficult for us to have enough bodhicitta for those kind of living beings who are suffering. Thì khi mà chúng ta đọc đến cái giới này, chúng ta sẽ thấy đây là một điều không có dễ làm, bởi vì chúng ta chưa có đầy đủ bồ đề tâm để chúng ta trải tình thương đến cho hết thảy muôn loài. When we have heard about the serious wrongs that they commit, then it's very hard for us to generate bodhicitta. This downfall is more related to higher practitioners, those who have more power. Thì khi mà chúng ta nghe về những người bạn dữ, tức là những người mà làm ra những điều mà nó không đúng đắn, thì đối với bản thân chúng ta sẽ rất khó để có thể khởi nên bồ đề tâm hướng về họ. Thì thường á, là chỉ có những bậc hành giả mà đã có một cái công phu tu trì nhất định ở những cái căn cơ bắt đầu tương đối là cao thì mới có khả năng khởi nên bồ đề tâm đối với những đối tượng như thế này. In any case, the enemies of the teachings destroy the Dharma and they criticize the true jewels, their rock monasteries wealth. They criticize the Mahayana vehicle. They harm the guru and they destroy others' practice and criticize Vajrayana. Never, not even for a moment, does not bodhicitta or compassion arise in them, and they have a wrong view of cause and effect. Thì sẽ chúng ta sẽ thấy là đối với những người như vậy thì họ sẽ thường là phỉ báng tam bảo, trộm cướp của tăng bảo, rồi đi hãm hại đạo sư của mình, rồi tổn thương gây bất hòa trong tăng đoàn vân vân. Thì đối những đối tượng này sẽ rất là khó để chúng ta có thể khởi nên bồ đề tâm hướng về họ. So these kinds of people are the objects of wrathful practice, not peaceful practice. As I mentioned, to conquer them through wrathful practice is only for the higher practitioners. Và đôi khi họ còn là những người mà có tà kiến về nhân quả nữa. Thì để có thể thực sự chế phục được những đối tượng như thế này, chế phục được những hữu tình như thế này, thì giống như lúc nãy thầy đã có chia sẻ là chúng ta cần, cái vị hành giả cần phải ở một cái cấp độ cao thì mới có cái oai đức để chế phục được. In the Vajrayana, it said, for instance, if you conquer someone through wrathful practice, then you need the ability to bring them to happiness afterward. Và trong một trong những giáo lý của Kim Cương Thừa có nói rằng là nếu như buộc phải dùng những cái bộ pháp hung nộ để mà chế phục các hữu tình này, thì cái mục tiêu sâu rốt vẫn là đem đến cho họ cái sự an lạc và hạnh phúc. For example, Milarepa once went to Marpa's disciple, Ngolo Chudar, his name is Ngolo Chudar, to receive teachings, because Marpa did not give him teachings. Then Ngolo Chudar asked him to make a hill, because his disciples who had come from far away, on their way, some robbers had taken their offerings, which they did often. The robbers lived in a small village, and Milarepa made it a hill, and made it a hill there, and this hill killed many birds.
Then it destroyed their field because they were farmers. When Malariyappa saw these, he saw the dead bodies of birds. He regret. He gathered the birds' dead bodies and brought them to Olochidar. Có một câu chuyện mà thầy muốn chia sẻ về thời của Đức Milarepa. Thì có một lần Đức Milarepa đến gặp một người đệ tử khác của Đức Mapa, đó là Ngulochidat. Thì bởi do là cái giáo lý này ngài chưa có nhận được từ sư phụ Mapa của mình, cho nên ngài đến ngài gặp cái vị này để nhận giáo lý. Thì vị Ngulo này nói rằng là giống như là một cái lễ vật, Đức Milarepa cần phải làm mưa đá để xử lý một nhóm cướp, để một nhóm cướp sống lại tại một cái vùng đó. Và nhóm cướp này đã lấy đi cái phần cúng dường, cho nên là bây giờ phải xử lý nhóm cướp này. Và Đức Milarepa đã làm một trận mưa đá. Thì sau khi cái trận mưa đá đó quét qua cái vùng đó, thì Đức Milarepa mới nhận ra rằng là có một vài những cái con chim ở trong cái vùng đó cũng đã bị cái trận mưa đá này tổn thương và chết đi. Thì Đức Milarepa đã đem xác của chúng đến gặp Ngulochidat. Milarepa said to Ngulochidat, I come here for Dharma practice, but I killed many birds. So what should you do? He put birds' dead bodies in front of him. And then Ngulochidat snapped his fingers and all the birds fly away. Và Đức Milarepa đã rất là đau buồn. Ngài đó đắng nói với lại Ngulochidat rằng là con đến đây là muốn học pháp, nhưng mà con lại giết nhiều chim đến như vậy. Thì khi mà Đức Milarepa đặt xác những các cái con chim đó ở phía trước mặt của Ngulochidat, thì Ngulochidat búng tay một cái, tất cả những con chim sống dậy và bay đi. Likewise, the example to show when you are ready to do this kind of practice is when you recite some mantras and visualize some yidam, and that makes an apple fall off the apple tree onto the ground, and then you recite mantras and visualize again, and that will put that apple back from the ground to the branch of the tree. When you have that kind of power, and then you will be ready to do Rathva practice. Như vậy thì ở đây, từ cái câu chuyện đó, thầy muốn nhắn nhủ với chúng ta rằng là chỉ khi nào mà chúng ta có được một cái công phu tu trì nhất định, khi chúng ta đã thực sự sẵn sàng, chúng ta có cái năng lực, chúng ta quán tưởng và trì chú, chẳng hạn như là quán tưởng và trì chú để cho táo rơi từ cây xuống mặt đất, và khi mà chúng ta lại tiếp tục quán tưởng và trì chú, thì táo lại từ mặt đất quay trở về cây. Nếu như chúng ta có thể làm được như vậy, thì chúng ta hoàn toàn có đủ khả năng để chúng ta dấn thân vào những pháp phẫn nộ. Don't misunderstand and think we are practicing our wrathful deity, so we are doing wrathful activity. It's not like that. That kind of activity is very restricted to very higher practitioners. Và ở đây chúng ta đừng hiểu lầm cái việc tu phẫn nộ nghĩa là chúng ta phải có hành vi hung bạo. Chúng ta phải hiểu rằng là tất cả những cái pháp tu hung nộ, các pháp tu mà hùng mạnh, các pháp tu phẫn nộ chỉ dành cho những cấp bậc hành giả thuộc cấp cao, những bậc hành giả thực sự đầy đủ căn cơ. Lower practitioners who try to do it may be able to harm someone. For instance, they could destroy someone's life, but then they would not be able to liberate them into a pure land afterwards. Còn người mà chưa đủ căn cơ mà đã vội dấn thân vào những pháp mà hung nộ rồi, thì đôi khi do chưa đủ căn cơ, chúng ta sẽ mang tâm chúng ta hãm hại, hoặc là chúng ta chẳng hạn như tước đi mạng sống của người khác, nhưng lại chẳng hề có đầy đủ khả năng, chẳng hề có đầy đủ đạo hạnh để đưa cái tâm thức của người mà chúng ta vừa giết về tịnh độ. If they cannot do that, then they are not ready to practice wrathful activities.
But when you do have that power and higher ability, if you see someone doing those kinds of evil actions, then you have to conquer them. Và nếu như chúng ta không thể làm như vậy thì chúng ta thực sự chưa đầy đủ căn cơ để có thể tu được những pháp phẫn nộ. Còn nếu mà chúng ta có đầy đủ căn cơ rồi thì khi mà có người làm ác thì chúng ta đầy có thể hiển lộ cái oai đức để chúng ta chế phục họ. Otherwise, if you don't do it, maybe because they are your best friend or your relative or close to you, so you just practice a little compassion and let them go, just leave them be. This breaks samaya and is the 10th downfall. Can you repeat that? I don't understand so much. Otherwise, if you don't, if you don't practice wrathful activity, because you see someone say evil actions, but you don't practice wrathful activity because they are your friends. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là chúng ta phải đầy đủ cái khả năng để chúng ta có thể tu pháp phẫn nộ và chúng ta chế phục được. Còn nếu như đó là người bạn thân của mình, đó là người thân của mình và chúng ta chưa đầy đủ căn cơ, chúng ta chỉ mới có thể tu được một vài những cái pháp an bình thôi, thì chúng ta tốt nhất là hãy rời xa họ, hãy tránh xa họ. But if you are not a higher practitioner, you still try to practice wrathful activities like this, then it will possible it harms you in this life and the next life, rebirth in lower realms. Còn nếu như chúng ta chưa phải là một hành giả thuộc căn cơ bậc cao mà chúng ta vẫn cứ chấp mê bất ngộ, cứ muốn tu những cái pháp phẫn nộ, thì phần nhiều là chúng ta sẽ tự tổn hại chính bản thân mình, không chỉ đời này mà còn cho đời sau, và sau cùng sẽ đẩy chúng ta vào trong các cõi thấp. Compassionately practice wrathful yadam deities is not wrathful activities. Và nếu như chúng ta tu những pháp phẫn nộ với một cái tâm từ bi đủ lớn thì các cái pháp tu đó không phải là pháp hành hung bạo. However, we are not engaged this 10th samaya, so the best way to over practice is compassionately practice wrathful deities and peaceful deities, but we don't harm other beings. That is best. Cho nên là đối với lại giới phạm thứ 10 này thì tốt nhất là chúng ta hãy trưởng dưỡng tâm từ bi của mình, đừng bao giờ nuôi niệm mà tổn thương hay là hãm hại chúng sinh, và chúng ta cần phải trưởng dưỡng bồ đề tâm của mình, trưởng dưỡng lòng từ bi của mình, như thế là tốt nhất. The 11th samaya says to conceptualize phenomena that are without names and labels in is 11th. Và giới phạm thứ 11 là nặng lòng chấp thủ nơi vạn pháp. This is regarding ordinary perception and concepts. We think, oh, this is right, this is wrong, this is a tree, this is a house. We have the perception that everything is solid, but everything we perceive is inherently emptiness. It doesn't truly exist. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy là cái từ khóa chính là chấp thủ, tức là chúng ta nặng lòng chấp thủ. Chấp thủ có nghĩa là chúng ta cứ khăng khăng là cái này thì mới đúng, cái kia thì là sai, cái này thì là cái nhà, cái kia thì là cái cây. Có nghĩa là chúng ta dính mắc vào trong cái mê lầm của mình mà chúng ta không tỉnh thức, không nhìn nhận ra đó là mê lầm. Chẳng hạn như là tất cả các pháp vốn dĩ là không, nhưng chúng ta lại chấp vào đó và cho rằng là chúng thật có. So we have to realize this, especially the practitioners of Vajrayana. We have to realize emptiness. And it is best to have a pure perception. Và nếu mà chúng ta là một hành giả Kim Cang Thừa Chân Chính thì chúng ta cần phải thấu suốt và tánh không, và phải trưởng dưỡng tri kiến thanh tịnh.
All this environment is the mandala, and all sentient beings are male and female Yidam deities. Chúng ta cần phải nhìn nhận tất cả sự vật hiện tượng chính là mandala của bổn chư tôn, và tất cả những người nam sẽ là những vị Phật phụ, tất cả những người nữ sẽ là những vị Phật mẫu. Even our anger and other five afflictive emotions transform into the wisdoms. For instance, we purify them. That means we transform anger into mirror-like wisdom. Pride transforms into equanimity wisdom. Attachment transforms into discriminating wisdom. Jealousy transforms into all-accomplishing wisdom. And ignorance transforms into the Dharmadharma wisdom. Và lúc bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển hóa năm độc thành năm trí. Chẳng hạn như là tâm sân sẽ chuyển hóa thành đại viên cảnh trí. Tâm kiêu sẽ chuyển hóa thành bình đẳng tánh trí. Tâm tham sẽ chuyển hóa thành diệu quán sát trí. Tâm đố kỵ sẽ chuyển hóa thành thành sở tác trí. Và vô minh, tâm vô minh sẽ chuyển hóa thành pháp giới thể trí. If we can transform them into the wisdoms, and we can see everything with the pure perceptions, but if we still fixate on our realizations and our experiences, then that is what this Samaya deals with. Và nếu như mà chúng ta không chuyển hóa năm độc thành trí, thì có thể là chúng ta sẽ cố gắng nhìn nhận, chúng ta có thể thực hiện là chúng ta cố gắng nhìn nhận mọi thứ bằng pháp nhãn thanh tịnh, tức là chúng ta nhìn bằng con mắt thanh tịnh, thì đó cũng là một cách để chúng ta có thể giữ được cái phần này. That's why we don't want to fixate over realizations. This is real, happened often. When we have some good sign or some good experiences, suddenly we fixate on it. So this is not all correct. Và như vậy thì chúng ta cần phải hiểu cái mấu chốt ở đây là chúng ta không có chấp thủ, không có dính mắc. Không chấp thủ là không dính mắc. Cụ thể chẳng hạn như trong quá trình mà chúng ta tu học, chúng ta sẽ có một vài cái kinh nghiệm thế này, một vài cái kinh nghiệm thế kia. Hoặc là thậm chí chúng ta có thể thấy cái này, thấy cái kia. Nhưng mà bởi do chúng ta biết được là mình không dính mắc, cho nên là chúng ta hoàn toàn xa lìa, không còn chấp thủ vào tất cả mọi thứ mà chúng ta thấy. Telopa gave these instructions to Naropa. Son, you will not be bound by appearances, but you will be bound by fixation. That's where you cut fixation. Và có một cái lời dạy của Đức Telopa dành cho Đức Naropa rằng là này thiện nam tử, sắc tướng chẳng thể nào trói buộc được con. Chính cái tâm nặng chấp thủ sẽ trói buộc con, và do đó cái mà con cần phải buông đó chính là tâm chấp thủ của mình. In the Vajrayana way, sometimes we fixate over fixate on our higher view and some special experiences, and at that time we have to be careful. This is something very important, and then how to cut the fixation is in the Ganges Mahamudra. It says, when you relax in unaltered natural state, the bonds are released and you are undoubtedly freed. Và ở trong Kim Cang Thừa thì thường là chúng ta sẽ dính mắc vào những cái chấp thủ về tri kiến, tức là cái cách nhìn nhận của mình, hoặc là về kinh nghiệm, tức là những gì mà chúng ta trải nghiệm, thì vào những lúc đó chúng ta phải hết sức thận trọng, bởi vì đây chính là một cái những cái thời khắc rất là quan trọng đối với chúng ta. Thì làm sao chúng ta có thể cắt đoạn được những cái chấp thủ này? Giống như là một cái giáo lý về Đà Thủ Ấn đã nói rằng là khi ta tự tại trong tánh giác như nhiên thì tất cả mọi ràng buộc chẳng thể nào dính lấy thân ta. And then the 12th Samaya, it says, to cause discouragement in those who have faith is 12th. Và giới phạm thứ 12, đó chính là khiến người tính tâm bị thái chuyển.
This refers to those who are raped for practice, especially the Vajrayana and who have enthusiasm to practice the Dharma, especially the Trantic vehicle. Thì ở đây là cái người mà tính tâm á, thì chúng ta nói đến chung tất cả những người tính tâm, những người có tính tâm với giáo pháp của Đức Phật, những người có tính tâm với lại giáo pháp của Kim Cương Thừa. This means that if we don't like Vajrayana and someone else has the enthusiasm and is especially ready to practice Vajrayana, then if we mislead them or discourage them from practice, then this is the 12th downfall. Chẳng hạn như là bản thân chúng ta không thích Kim Cang Thừa thì thôi, khi mà chúng ta thấy có người nào đó, người đó muốn tu Kim Cang Thừa, muốn học về Kim Cang Thừa, và thực ra thì người đó đã đủ cái căn cơ để học rồi, nhưng mà mình lại làm cho họ thoái chuyển, mình làm cho họ bị thối thất cái tâm của họ, cái đạo tâm của họ, thì lúc bấy giờ chúng ta đã mắc vào giới phạm thứ 12 này. To mislead them means, for example, speaking deceptively or dishonestly. Thì chúng ta làm điều đó như thế nào? Chúng ta bằng cái việc là chúng ta nói những cái điều nó không thật hoặc là điều hư dối về giáo lý để cho họ bị thoái chuyển. Then next is the 13th Samaya. It says, as for the Samayas, not attending to how they are acquired is 13th. The 13 is... Can you repeat that? As for the Samayas, not attending to how they are acquired is 13th. Okay. Và giới phạm thứ 13 đó chính là buông lung phóng dật không giữ giới. In the Vajrayana practice, there are many things related to the Samaya substances. For example, the damaru, bell, kilaya, and the mandalas, and all depending on different trantic practices. Thì ở trong Kim Cang Thừa chúng ta sẽ thấy có rất là nhiều thứ liên quan đến giới nguyện, tức là ngoài mặt giới nguyện, bản thân giới nguyện, thì còn có những thứ đại biểu cho giới nguyện, chẳng hạn như là chuông, chày, trống lễ, tất cả mọi thứ. So if you already to use them but don't use them, this also cause broken samaya. Chẳng hạn như khi chúng ta dùng chuông, chày hoặc là trống, tất cả những thứ có liên quan đến giới nguyện, chúng ta dùng mà chúng ta lại không gìn giữ thì đó cũng có nghĩa là chúng ta đã mắc phải giới phạm này. And then sometimes during the third and fourth empowerments, at that time there is a practice to engage with the secret concert. So if you have reached that stage, if you don't engage at that time, then this is also the 13th downfall of Samaya. Và ở đây có một phần sẽ có liên quan đến cái vấn đề là tu phối ngẫu. Thì chẳng hạn như là chúng ta đã là người có đầy đủ những cái căn cơ để có thể tu được phối ngẫu rồi, nhưng mà chúng ta lại từ chối, thì đó cũng là một cái việc mà chúng ta sẽ dính mắc vào giới phạm này. But there is a right time for everything. I mean, if you are ready to practice that, then you have to do that practice. But if you are not ready, then you shouldn't do it. This is a very important. Nhưng mà điều đó không phải là có nghĩa là chúng ta tự thấy là mình đủ căn cơ rồi thì mình cứ nhào vào mình tu. Thực ra cái việc đủ về căn cơ nó sẽ hội tụ rất là nhiều, chẳng hạn như là đúng ngày, đúng giờ, đúng thời điểm mà chúng ta cần phải bước vào trong cái pháp hành đó, thì chúng ta buộc lòng phải bước vào, chúng ta buộc phải bước vào. Còn nếu như mà chúng ta chưa đầy đủ căn cơ mà chúng ta lại nghĩ rằng là mình đầy đủ căn cơ, thì nó cũng là một vấn đề rất là nghiêm trọng.
However, this tangent is also not mentioned over lower capacities of practitioners and over new practitioners. Thì dù sao thì ở phần mà này, chẳng hạn như cái phần lúc nãy thầy có nói đến phối ngẫu, thì nó không có dành cho những hành giả ở căn cơ bậc hạ và căn cơ bậc trung, nó chỉ dành cho những hành giả ở căn cơ bậc cao. Next is the 14th Samaya. It says to disrespect to women who are the nature of wisdom is the 14th downfall. Và giới phạm thứ 14 đó chính là khinh miệt người nữ bổn chánh trí. Women are our mothers. They are the seat of our compassion and inherently they are the wisdom of emptiness. Thì chúng ta phải hiểu rằng là người nữ sẽ chính là hạt giống của lòng từ bi, mà sâu xa hơn sẽ là hạt giống của chánh trí, hạt giống của sự tỉnh thức về tánh không. In relative truth, they are the nemanakayas of Tara, and they are the sambhogakaya of Vajrayogini, and the dharmakaya of Pranjana Parimita. Về phương diện tục đế mà nói, thì tất cả người nữ đều là hóa thân của Đức Tara, đều là báo thân của Kim Cang Hợi Mẫu và đều là pháp thân của Bát Nhã Phật Mẫu. And other Buddhas and Bodhisattvas and Yidam deities, if you look down on them, then this is the 14th downfall, especially if they are about to be Cho nên là tất cả chư Phật và chư Bồ Tát đều từ các vị Phật mẫu mà hóa sinh ra. Do đó nếu như mà chúng ta mà khinh miệt người nữ thì chẳng khác nào chúng ta khinh miệt chư Phật và chư Bồ Tát. If we look down on them because we cannot see their abilities or the only reason we look down on them is because they are women, then this is the 14th downfall. Và nếu như mà cái việc mà chúng ta khinh miệt người nữ chỉ đơn giản là chúng ta nghĩ rằng là họ là nữ giới không quan trọng, thì đó chính là chúng ta dính phải hoặc là mắc phải giới phạm thứ 14 này. In the Sutrayana where we say all mothers and human beings, and then in the Vajrayana practice we have to see all females who have compassion, they are and Dakinis, and male who have compassion, they are compassion Buddha. So we don't want to look down them. Về mặt hiển giáo, nếu mà với góc nhìn của hiển giáo, thì tất cả những người nữ đều là mẹ hiền chúng sinh. Còn về cái góc nhìn của mật giáo, thì tất cả các người nữ, tất cả người nữ đều là hiện thân, đều là hóa thân của các vị Phật mẫu. Cho nên chúng ta không thể nào khinh miệt được. If we do not break these 14 samayas, then all tantric vows are included in these 14 samayas. Và nếu như mà chúng ta gìn giữ không dính mắc phải giới phạm thứ 14 này, thì chúng ta cũng đồng thời giữ tròn được tất cả các giới phạm còn lại. And if we break one of these 14, that means we are breaking our tantric vows. For that reason, we have to be careful. Và nếu như mà cũng ngược lại, nếu như mà chúng ta dính phải giới phạm thứ 14 này, thì cũng đồng nghĩa chúng ta dính phải tất cả các giới phạm từ đầu tới giờ. Cho nên chúng ta phải hết sức cẩn thận. Actually, some of the vows are very hard to keep purely. But what we can do is we can purify right after our mistakes. Thì khi mà chúng ta nghiên cứu về 14 giới phạm này, chúng ta sẽ thấy có một số giới phạm thực sự rất là khó giữ cho chu toàn. Như vậy thì chúng ta có thể làm như sau, đó là khi mà chúng ta lỡ phạm thì chúng ta cần phải thực sự sám hối. Tantric practitioners have a special way to be purified. Longjikin Sungun, as well as the Buddha and other masters said, that if you break a tantric vow during the day, you should confess by night time.
Và sư tổ Sứ Tèn Sum Gân cũng rất giống như là rất nhiều những bậc thánh giả, những bậc đạo sư đã từng nói rằng là nếu như mà trong ngày chúng ta lỡ phạm giới thì vào buổi tối chúng ta cần phải thực hành pháp sám hối. If you break a vow at night time, then you should confess it during the next day, something like that. Hoặc là nếu như mà ngày hôm nay chúng ta phạm giới thì ngay hôm sau chúng ta phải sám hối. If you have broken it about an hour ago, confess right away. So this is how we can keep 20 vows purely. Và nếu mà có thể gọi là tốt nhất là ngay sau khi mà chúng ta phạm giới, chúng ta không có chờ, vừa phạm xong là sám hối ngay lập tức, thì chúng ta có thể thực sự được tịnh hóa giới phạm đó. Otherwise, it is quite hard to keep these vows clearly or purely. So we have to keep these 14 samayas purely, and then we can say we have a pure Vajrayana samaya. Và nếu như chúng ta không làm như vậy thì chúng ta khó mà có thể chu toàn được trong việc giữ giới. Do đó mà chúng ta cần phải lưu ý 14 giới phạm này để chúng ta tránh xa 14 giới phạm này. Và như vậy chúng ta mới có thể giữ được cái giới nguyện của mình trong bậc thừa. Okay, then conclusion of samayas, and then the last line says, when these are abandoned, the mountains, accomplishments will surely be attained. I, how to say, revel and relinquish degraded and broken samayas of body, speech, and mind, and their fundamental and auxiliary aspects, and every downfall arising from thoughts, together with their mass of defilements. Please bestow your blessing that they be cleansed and made pure. At that last part. Thì cái phần cuối ở trong cái bản văn về 14 giới phạm mà thầy đọc, đại ý là khi mà chúng ta không mắc phải những giới phạm này, tức là chúng ta gìn giữ và không mắc phải những giới phạm này, thì dần dần thành tựu sẽ xuất hiện với chúng ta. Và chúng ta cần phải hết sức lưu ý trong từng cái hành vi ở nơi thân của mình, trong từng lời nói ở nơi khẩu của mình, trong từng ý nghĩ ở nơi tâm của mình, để chúng ta tránh xa hết tất cả những giới phạm này. Và có như vậy thì cái dòng ân phước gia trì của truyền thừa mới không gián đoạn. So the Yadam deities are the root of siddhis, and the guru is the root of blessings, and then our relation with them is samaya. The main samaya is that all of these 14 samayas should be combined with bodhicitta. If we have bodhicitta, then basically we have our samaya. Và bởi vì bổn tôn là gốc của thành tựu, đạo sư là gốc cội gốc của ân phước lành, và cái sự kết nối giữa chúng ta cùng với đạo sư của mình và bổn tôn của mình, chúng ta gọi đó là giới thệ. Và 14 giới phạm căn bản này, tất cả đều hội tụ ở nơi Bồ Đề Tâm. Chỉ cần chúng ta gìn giữ được Bồ Đề Tâm thì nghĩa là chúng ta gìn giữ được các giới phạm này. When we take vows and samayas, we should take them through bodhicitta. And when we practice with these samayas, we should practice with bodhicitta. And when we dedicate, we also do it through bodhicitta. Khi chúng ta thọ nhận giới nguyện, chúng ta sẽ hướng về Bồ Đề Tâm. Khi chúng ta gìn giữ giới nguyện, chúng ta sẽ giữ với Bồ Đề Tâm. Và khi chúng ta hồi hướng, chúng ta sẽ hồi hướng với Bồ Đề Tâm. When we make mistakes or do something to harm our samayas, we confess with bodhicitta. So if we combine everything with bodhicitta, everything is excellent. Và khi mà chúng ta lỡ phạm giới hoặc là chúng ta lỡ tổn hại giới nguyện thì chúng ta cần thực hành sám hối với Bồ Đề Tâm, và chỉ cần với Bồ Đề Tâm tất cả mọi thứ là thù thắng. Okay, that's all. So now we will do dedicate
with our bodhicitta, please generate bodhicitta, okay? Và như vậy là xong cái phần bài giảng của thầy về 14 giới phạm căn bản. Bây giờ chúng ta sẽ hồi hướng, và thầy có nhắc lại là hồi hướng với Bồ Đề Tâm. In Tibetan or Vietnamese? Yes, Tibetan, please. Aye. Oh, so nan de tan che se pa ye to ne ne ga na pan che de Jaya Ganan Jaya Balan Joy Vaya Siddhan Zolan Rova Jovar Lai Ma Kung Gan Sang Var Sor Vaya Jodh Go Tseren Var Sor Vaya Chela Darshin Chela Bar Sorvind Lama Tan Jaya Vane Par Chin Chela Jamba Pave Chela Tan Jamba Tan Kunda Sambo Teyan Teyan Thế đại quân chế chế sơ đa lo chế Ghe văn đề đại tăng chế ra tư mô Ôi sanh chế cơ sanh nhiệt bơ chế lai tăng Chế nhiệt mệnh chế đăng bơ chế lai tăng Gin đưa mê chân đưa phê chân lai chi chưa tang nguyên chưa mô lai chưa bài chưa tang quân đê tang chê chê đưa xuân đưa sa bài tang yêu bê ghê bê tsa wan đê Da dai sen je tam je nyur de la na me par yang zo be chan je ren bo je do par jo je je ja kun se kun je 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 Tinder nela la wan tu van tre pa rin chen par che ten pa sien te pa che tre ge tu sam ma guan ben sen jor che chan jor sen jor rin bo che Mai chế văn nam chế trợ chế chế bài nhãn bài mê bài yong con nè con tương bê bài Thank you so much. You all. Thank you so much, Tupana. Thank you. Do you have a time if someone have any question? Yes, I have a time. Actually, I am going to teach another, but I have a little time. So, of course. Okay, so I will ask about like for three questions. Cả nhà ơi, mọi người có câu hỏi gì không? Chúng ta có giờ khoảng 3 câu hỏi. Ai muốn hỏi gì thì có thể để chúng con mở mic lên. Ai muốn 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 hỏi gì thì tự mở mình lên hỏi nha.
A Di Đà Phật, con xin phép hỏi anh Thánh Nhân giúp dịch cho em được không ạ? Ok. Mà con đọc với giới thứ mật nguyện thứ hai là sao lãng giáo lý của chư Phật ý. Có nghĩa là mình hoặc là không tuân theo lời chư Phật dạy hoặc là phạm giới biệt giải thoát hoặc các giới khác thì cũng là phạm mật giới thứ hai. Thì theo ý con hiểu là khi mình mặc dù cái giới đầu tiên mình giữ là ví dụ như ngũ giới chẳng hạn là không phải thuộc về mật giới, nhưng mà mình vi phạm thì không tuân theo lời Phật dạy hoặc là vi phạm các giới ngũ giới chẳng hạn thì vẫn là xét vào cái vi phạm thứ hai của 14 mật giới này phải không ạ? Nghĩa là bản chất là khi mình phạm các ngũ giới thì khi mà mình là một hành giả kim cương thừa thì mình vẫn là phạm cái giới thứ hai trong cái 14 mật giới này không, có phải không ạ? Okay. So his question is that as for the second downfall, it means like we do not follow the teachings of the Buddhas. For example, if we do not keep the vows of refuge, although the vows of refuge, when we take refuge, it's not we receive the vows, like five vows of refuge. If we do not keep them, does it mean that we are the same as the second downfall? If we receive the refuge vows and the five vows, if we will not keep them, then it is also same as a break samaya, a second downfall, right? Yeah, yeah. This actually all the vows are including samaya. Yes. Okay. Thì câu trả lời của thầy là đúng như thế đó em. Tức là nếu mà mình nhận cái giới nguyện quy y á, tức là mình đó chính là lời dạy của chư Phật, mà mình lại không gìn giữ những cái giới nguyện quy y đó, thì có nghĩa là mình đã phương hại đến lời vàng của chư Phật rồi. Thì điều đó đồng nghĩa với việc là chúng ta đã dính vào cái giới phạm thứ hai đó rồi. Dạ, vâng. Con xin phép một câu này nữa được không ạ? Vì là liên quan đến giới nguyện thứ 14 ấy, là A Di Đà Phật, tức là đối với là khinh chê người nữ thì mà mình có quan điểm là đánh giá là phái nữ, mình có cái thái độ coi thường về phái nữ, hay là nếu như mà trong cái sinh hoạt hoặc mối quan hệ hàng ngày mình có cái thái độ đối với một người nữ cụ thể thì có được coi là một cái khinh chê người nữ nói chung hay không? Vì là hay là mình có quan điểm mà hạ thấp giới nữ nói chung thì mới được xét vào vi phạm giới 14 này, hay là mình có một cái đối với một đối tượng cụ thể của một người nữ, ví dụ như là bạn là gái của mình hay là vợ của mình hay con gái của mình, thì cái đấy đối với một cá thể cá nhân cụ thể thì có được mà mình có cái lỗi với họ với một cá nhân người nữ một cụ thể thì có được xét vào cái giới 14 này không? So in regards of the 14 downfall, look down on the female. So this is the female in general or in particular? For example, girlfriend, mother, or female in general? General. And of course, then particular. Okay. Thì cái giới 14 và khinh miệt người nữ thì người nữ nói chung chỉ cần là người nữ, bất kể người đó là ai mà mình có thái độ khinh miệt người đó, có tư tưởng khinh miệt người đó, nghĩa là mình đã dính vào giới phạm thứ 14. A Di Đà Phật. Vâng ạ. Xin hỏi một câu ạ. Hello ạ. Xin hỏi một câu ạ. Xin thầy giảng sâu thêm về cái pháp tu bổn tôn ạ, vì có rất là nhiều người đã tu ở bản bổn tôn hung nội ạ. Nhưng thầy có vẻ như là cũng lúc nãy thầy giảng về pháp tu bổn tôn hung nội, xin thầy có thể giảng sâu hơn được không ạ? This is about the Raffu deity practice. So can you give us some more teachings on the Raffu deity practice? And I read one question here, another same. It's like, how can we know that we are at this level of practice the Raffu deity? How can we know that we are able to, that we have this capacity to practice the Raffu deity? We can practice Raffu deities with our compassion and bodhicitta
But wrathful activities means then there are, I think we will not engage yet. So when we reach a very, very high level, as well as in the Sutrayana, some bhumis, and Vajrayana, there are some higher realizations. Only that time then it was possible. But that is very rare, not often occur that. Thì về cơ bản thì khi mà chúng ta nói đến tu bổn tông phẫn nộ thì chúng ta cần phải tu với bồ đề tâm và lòng từ bi. Đó là cái điểm cơ bản nhất, tức là bồ đề tâm và lòng từ bi của chúng ta. Nhưng mà ở đây thầy mong chúng ta hãy chậm, tức là chúng ta hãy từ từ. Đương nhiên là hiện tại chúng ta có thể tạm gọi là tu bổn tôn phẫn nộ, nhưng mà chúng ta phải hết sức cẩn thận. Bởi vì để mà gọi là dấn thân vào trong pháp tu phẫn nộ, chúng ta cần phải có bồ đề tâm vô cùng sâu xa, cần phải có sự tỉnh thức nhất định, mà đôi khi chỉ những bậc Bồ Tát có được sự tỉnh thức nhất định ở một vài những cái địa thì mới dễ dàng dấn thân vào pháp tu bổn tôn. Okay. Thank you, Rinpoche. How can we dedicate the mind? Thầy ơi, cho con hỏi một câu hỏi được không vậy? Dạ được, dạ được. Ai nhờ anh thông dịch giùm thầy giùm ha. Cảm ơn rất là nhiều. Trường hợp thì của ba của Diệu Tiên á, thì mới vừa qua đời được 4 ngày. Thì trong cái lúc ba qua đời á, ở nhà có hậu niệm cho ba, và trước khi đó trong thời gian ba bệnh thì cũng có hướng dẫn ba tu tập. Và khi ba mất á, thì về cái cơ thể và cái xác á, thì đã không có, rất là dịu và rất là ấm toàn thân. Toàn thân không có chỗ nào lạnh hết trong suốt 7 tiếng. Thì theo mình học của giáo lý Ba Đô á, thì cơ thể của người mất á, thì phải có một cái lỗ, một cái điểm để mà thoát ra. Nhưng mà cái này không có chỗ nào lạnh hết, toàn thân ấm dịu và ấm hơn cái lúc mà mới tắt thở. Coi như càng ngày càng ấm lên dần á. Và rất là dịu, rất là mềm mại, rất là hồng hào, và ông ra đi với một nụ cười rất là mãn nguyện. Rất là tươi, rất là thẳng, nhẹ nhàng, và trong tiếng niệm Phật của con cháu. Nhưng mà không hiểu sao mình học cái giáo lý Ba Đô lại không thấy cái nào đúng hết. Cho nên là mình có cái sự là giống như là hơi thắc mắc, hơi hoang mang, không biết ba mình đi về đâu, mà tại sao không có một cái điểm nào để thoát ra hết. Không có một cái lỗ nào chính lỗ, mà không có một lỗ nào thoát ra hết. Toàn thân tất cả mấy mươi người trong gia đình con cháu để mà rờ hết khắp cơ thể của ba, thì chỗ nào cũng nóng hết. Mà đặc biệt là càng lúc, thì lúc đầu khoảng 4 tiếng đồng hồ có rờ thử một lần, tại vì y tá tới ở để mà kiểm định đó. Kiểm định. Và thời tiết ở bên Mỹ bên đây rất là lạnh. Và cái nhà hoàng á, thì họ yêu cầu là mình phải mở toan cái cửa sổ ra, chứ không có được đóng cửa sổ lại, để giữ cái hơi lạnh cho ông. Đó, chứ nhang khói trong nhà nó bay ra nữa. Thì lúc đầu thì không có mở cửa sổ, đến nhà hoàng yêu cầu mở cửa sổ thì mở ra. Lúc đầu cơ thể ba thì chỉ hai bên gò má nó hơi chút xíu mát mát thôi, hơi lạnh lạnh thôi, còn toàn thân thì ấm. Nhưng mà lúc mở cửa sổ á, gió nó vô á, đó là khoảng 40 độ F. Chị xin lỗi nha. Cho em ngắt lời một tí, xin chị tóm tắt câu hỏi đó, tại thầy không có nhiều thời gian đó chị. Thì như vậy thì ba em thì sẽ đi về đâu, tại vì không có một cái điểm nào lạnh trong cơ thể hết. Tất cả đều ấm hết toàn thân, thì em không biết phải đi về đâu. Trong giáo đích Ba Đô thì không có học, không thấy cái nào đúng hết. Okay, so her question is that after her father passed away, after her father passed away, and after like 8 hours or so, then when they touch the body, the whole body is warm.
The whole body is still warm and there is no cold area. So she would like to know, in accordance with the Bardo teachings, there must be a hole where the consciousness will go out. So now the whole body is warm. So at which door that the consciousness will go out? This actually, there are two kinds of consciousness, gross and subtle. So when gross consciousness separate from the body, then still some have subtle consciousness. That's where someone practice poa, so they have to be careful. Someone still remain this subtle consciousness in the body. So the remain warm is seems still that her father has a subtle consciousness in the body. It's very possible, but what I can say is because when we have a consciousness in our body, we have warm. Thì cái câu trả lời của thầy ở đây là khi mà chúng ta nói về thức thì chúng ta sẽ có thức thô lậu và thức vi tế. Thì khi mà một người giống như là chút hơi thở cuối cùng á, thì cái thức thô lậu của người đó sẽ rời khỏi thân xác. Nhưng mà cái thức vi tế thì vẫn còn ở bên trong. Và do đó đối với lại những hành giả phoa, tức là những hành giả mà tu pháp túng thức, thì phải hết sức thận trọng ở đoạn này. Bởi vì cơ thể nhìn thì như đã chết rồi, nhưng mà thực ra cái thức vi tế vẫn còn ở bên trong. Và việc mà cơ thể của ba mà vẫn ấm, thì điều đó nó có nghĩa rằng là cái thức vi tế vẫn còn ở trong thân của ba mình, chứ chưa có đi ra ngoài. Cho nên là đây là cái điểm mà cần phải phân biệt giữa thức thô lậu và thức vi tế. Dạ thầy ơi, cho con hỏi thầy. Dạ, yeah, cảm ơn. Dạ. Anh đợi một chí, tại vì vẫn còn có hai câu hỏi á, hai câu hỏi mọi người nhắn trên cái chat á. Dạ, dạ, dạ. Dạ, chính nhân sau trước. So there are two questions in the chat box. The first is how can we dedicate with the bodhicitta mind? The first question, how can we dedicate bodhicitta mind? May my merits, practices benefit others. Mm-hmm. Thì có câu hỏi của chị Vân là làm thế nào để chúng ta có thể hồi hướng với Bồ Đề Tâm? Thì câu trả lời của thầy là hãy phát ra một cái nguyện. Nguyện đem công đức này, công đức từ những việc lành mà con đã làm, hướng về hết thảy hữu tình chúng sinh. And the second question is when we break the Samaya vows, so is there any specific purification practice that we can use? Oh, yes. Actually, outwardly, you recite the 35 confessional Buddhas. And then inside confession is Vajrasava practice is best. And then also you practice self-empowerment, the Samadhi practice. And then also you meditate Mahamudra, they will purify all of these breakages somewhere. Yeah. Có một câu hỏi là khi mà các pháp mà sám hối khi nào mà vi phạm giới nguyện thì chúng ta có thể tu pháp sám nào? Thì pháp sám sẽ có bên ngoài, bên trong, bí mật và thâm mật, tức là tối mật. Bên ngoài đó chính là chúng ta trì tụng các bản văn như là sám hối 35 vị Phật. Đó là pháp sám bên ngoài. Pháp sám bên trong là kim cang tác đoả. Pháp sám bí mật đó chính là tu pháp tự quán đảnh, tu về cái pháp gọi là tự quán đảnh, tự gia lực. Và tối mật, vô thượng mật đó chính là chúng ta thiền định về đại thủ ấn. Khi chúng ta thiền định thâm sâu về đại thủ ấn thì tất cả những cái lỗi phạm của chúng ta đều sẽ được tịnh hóa. Rồi ạ, cái câu hỏi của mình là câu hỏi gì ạ? Dạ câu hỏi là giống như là có một hành giả là giống như là đó
thọ nhận giáo huấn từ các vị tổ sư, nhưng mà giống như là hành giả đó mắc một cái chứng bệnh tâm thần phân liệt, nên thành ra là hành giả đó là mất luôn cái niềm tin vào những cái lời dạy của các vị thầy. Với lại là hành giả đó cũng giống như là muốn tự kết liễu cuộc đời mình, giống như là nếu nếu như mà hành giả đó mà kết liễu cuộc đời mình thì lại là vô vi phạm, mà có thể là bị đọa lâu hơn, bị đọa hay là gì ạ? Okay. So for example, a practitioner received a lot of teachings from many teachers, tantric masters, but later he has some kind of mental illness. Yeah, the mental disease, like mental disorder, and he lost the faith in the three jewels, lost the faith in the words of the tantric masters. So what is the outcome? Where is he going? To hell or somewhere? Well, yes, this is sometimes happened, but you confess through Vajrasattva mantra recitations and so on. And basically, you should trust karma, cause and effect, because we don't need suffering. Then this is related to practice. If we are going to practice purely, then this is very much related to the spiritual masters. So that's where then sometimes, of course, sometimes some make some mistakes, but sometimes over grasping mislead. That's why, however, confess and more trust in karma, and then you can follow again. Thì về mặt cơ bản thì đối với một người như vậy thì chúng ta cần phải tu, người đó cần phải tu sám pháp kim cang bát đọa và vân vân, bất cứ một sám pháp nào, một pháp sám sám nào. Nhưng mà có một điểm mấu chốt nữa thầy muốn nhắc, đó là người đó cần phải tin sâu vào nhân quả. Thì thực sự là khi mà nói về tu á, chúng ta không nhất định phải phân biệt quá nhiều, chẳng hạn như là tu mật hay là tu hiển. Cái đầu tiên vẫn phải là tin sâu vào nhân quả. Thực sự cái việc mà chúng ta nương tựa vào một bậc đạo sư, đó là do chúng ta muốn có cái việc tu học một cách nghiêm túc. Thì khi mà mình muốn tu học nghiêm túc thì mình cần phải đi theo một bậc thầy, mình cần phải nương tựa vào một bậc thầy. Thì đương nhiên là trong cái cuộc sống chúng ta, do chúng ta vẫn là phàm phu, chúng ta sẽ có những cái lỗi lầm của mình, chúng ta cần phải có những cái lỗi của mình, đó là việc rất là bình thường. Nhưng mà chúng ta phải nắm được cái nguyên nhân tại sao mình lại lầm lạc, tại sao mình lại phạm lỗi. Đó là do ngã chấp, đó là chúng ta dính mắc vào trong cái bản ngã của mình. Như vậy thì bây giờ chúng ta chỉ cần nhận ra được điều đó, chúng ta thực hiện các cái sám pháp, chẳng hạn như là kim cang bát đọa vân vân, và rồi chúng ta lại có thể tăng trưởng cái niềm tin trở lại, và chúng ta có thể tiếp tục nương tựa vị thầy của mình. Yeah, sometimes it is very possible. For example, Buddha's cousin, he lost faith in Buddha. So something like happened, but we can confess non-virtues and then we can practice again. So this is important. Thì ngay cả bản thân trong hàng ngũ những đệ tử của Đức Phật cũng có những người mà họ tu một thời gian, tự nhiên họ mất cái tính tâm nơi Đức Phật. Nhưng mà cái điểm mấu chốt vẫn là trước, thứ nhất là tu sám pháp, và thứ hai là sẽ dần dần quay trở lại với lại vị thầy của mình và trở lại với cái tu của mình. Thì câu hỏi của chánh nhân lúc nãy mà chánh nhân dịch cho thầy á, là chánh nhân dùng cái từ là mental disorder, tức là tất cả những cái trạng thái về tâm thần, chứ không riêng gì tâm thần phân liệt, tất cả những cái trạng thái mà tác động vào cái tâm trí của người đó, khiến cho người đó mất đi cái niềm tin, thì chúng ta có thể dùng cái sám pháp, tức là nương tựa vào sám pháp để lấy lại cái niềm tin, đức tin cho mình. Dạ không, ý là ý của con là giống như là người đó vừa mất niềm tin mà kiểu như là người đó cũng muốn tự kết liễu cuộc đời của mình, thì cái kết quả nó sẽ như thế nào, giống như là họ thực sự đã dồn ép mọi thứ lên họ vậy đó, ý là vậy. And if he has the kind of suicidal thought, what is the outcome? Suicide, yeah. Oh, this is a very big misunderstanding. So
I understand sometimes people have some difficulties, obstacles, then they think, oh, suicide is bad, best. But if you suicide, then this is not a good idea. Because you know, sometimes you have some problems, but it is sometimes. But if the next life in the Pardo and the lower realms has lots of suffering, so right now you have a precious human life, you purify non-virtues and more supplicate Buddha, and then your and you trust in the karma, and you actually, we don't want to suicide. It's, sooner or later we will become impermanent, so don't do that. Thì nếu mà người đó lại có một cái ý niệm tự sát thì thực sự là cái việc tự sát nó không tốt, bởi vì cái cuộc sống này hiện tại của chúng ta nó có thể là khó khăn đối với chúng ta, nó có thể là nó khó chịu đối với chúng ta, nó có thể là đầy thử thách đối với chúng ta, nhưng mà chúng ta đang có một cái thân người rất là hiếm có. Bởi vì một khi mà chúng ta mất đi thân người này rồi thì đời sau và trong trung ấm thì chúng ta sẽ không thể nào tưởng tượng được nó khủng khiếp đến như thế nào. Nó có thể khủng khiếp hơn những cái khó khăn mà chúng ta đang gặp trong đời sống này rất 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 nhiều lần. Do đó, trước hết là chúng ta cần phải ý thức được là mình đã có được một thân người hiếm quý. Và thứ hai là tin sâu vào nhân quả. Thì thầy có nói rằng là chúng ta không cần phải kết liễu cuộc đời của mình. Bởi vì theo lý vô thường thì sớm muộn chúng ta cũng sẽ qua đời mà thôi. Chúng ta cũng sẽ chết đi mà thôi. Cho nên là chúng ta đang có cái thân người quý báu này, chúng ta cần phải tận dụng nó để mà tu. Còn câu hỏi nào không ạ? Dạ, cho con hỏi nữa về cái giáo lý ba đồ. Dạ. Ý là giống như là hành giả đó, giống như là họ đã nhận được những cái giáo lý về cái pháp tu thức tu qua, và họ vi phạm một cái là trong cái pháp môn đó là không được hút thuốc, nhưng mà họ lại là thuốc, thì liệu là giống như là khi họ sắp lìa đời thì họ có thể ghi tống thức của mình về cõi tình độ nào hay không ạ? Ok. So in case of Phoa practitioner, one of the the commitments, one of the commitments of Phoa practice is that we cannot smoke, we do not smoke, but that practitioner smokes. So at the time of, by the time of death, can he practice Phoa at that time? Yeah, best thing is we don't smoke. Don't use or drink or what to say, don't smoke. That is excellent. Usually for practice, we don't need grasping. We don't need afflictive emotions, but still we have a little bit. Some are more strong, some are less. But similarly, we don't want to use smoke. But someone use smoke, still this the practitioners are great practitioner. It can purify them and can practice poor. Tốt hơn hết là chúng ta không nên hút thuốc. Cái việc mà chúng ta không phải là ngẫu nhiên mà trong các pháp vừa qua là yêu cầu là không nên hút thuốc đâu. Và cái việc tu trì chính yếu của chúng ta là xa lìa những cái phiền não và vọng tưởng. Cho nên là cái việc hút thuốc nó sẽ không đem lại lợi ích gì cho chúng ta. Còn về một trường hợp gọi là đối đế lắm, là hành giả đó là một người hút thuốc, thì hành giả đó cần phải có một một vị hành giả thuộc cái cấp, thuộc cái căn cơ rất là cao, và vị đó có thể lấy được cái tâm thức của cái người ở trong cái cơ thể đó mà đưa về tịnh độ, thì may ra mới có thể về được tịnh độ. Ông có thắc mắc là giống như là hành giả đó là không có thực hành Pua mà chỉ chủ yếu là thực hành Tu Mô thôi, nhưng mà giống như là cái huyệt bách hội trên đỉnh đầu đó là giống như là nó giống như là hành giả đó nói là giống như là nó được khai mở vậy đó, nhưng mà trong các giáo lý Pua qua thì nói là cái chỗ đó sẽ bị đóng chặt lại, ý là vậy với thầy. He is not a Pua practitioner, he is a Tu Mô practitioner.
case of two more practitioner. And he says that practitioner says that his Brahma gate, the crown, is open. But for some poor teaching is that if you smoke, then the gate will be blocked. So how could it be? Sorry, I couldn't hear because there's something interrupt. Can you repeat? In case he is a Tummo practitioner, mm-hmm. and he says that his crown is open, his mm-hmm. crown door is open. Mm-hmm. But for some for our teachings, if you smoke, then the door will be blocked. The door will be blocked. So, but he says it's open now. So is it true? Yeah, actually smoke block means it cannot block completely, you know, because naturally channels are open. And also, but it destroy, you know, smoke destroy to practice tummo and poor practice and so on. And best thing is don't take smoke and then practice tummo. This is wonderful. And then your tummo practice also increase wonderfully. Thì chúng ta nói đến khói thuốc đó, thì khói thuốc thực ra là sẽ không chặn hoàn toàn cái huyệt bất hội hay là cái cổng phạm thiền ở phía trên. Bởi vì cái hệ mạch vốn dĩ là nó rộng mở mà. Nhưng mà khói thuốc sẽ hủy hoại công phu tu hành. Cái đây là cái điểm mấu chốt. Khói thuốc sẽ hủy hoại, nó mang tính chất hủy hoại đi cái công phu tu hành của mình. Và do đó là để giữ được cái công phu của mình thì mình không có nên hút thuốc. Mà nếu như mà mình giữ được cái công phu của mình mà mình còn không hút thuốc nữa thì dần dần cái công phu của mình sẽ tăng tiến rất là nhiều. Cho em hỏi một câu được không ạ? Tức là mình tu tập nhưng mà trong nhà có người thân hút thuốc thì cái khói thuốc đó nó có ảnh hưởng tới cơ thể mình đó. Thì em không biết là như thế thì nó có bị như anh nói là nó bị hủy hoại cái công phu tu tập đó. Thì như thế nào, làm sao để tránh này? He asked that he is not a smoker. He is not a smoker, but there's one a family member smokes. So the smoke from that person can damage his practice? Yeah, can practice. Best thing is even for health, smoke is not good for health because it destroys lungs. In the lung has many channels, it destroys them. But can practice, then best thing is try to stop that, but give a nice advice. Don't fight. Thì về mặt cơ bản thì cái việc mà trong nhà mà có người hút thuốc á, chúng ta hít khói thuốc mà thụ động á, thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Và về mặt mà phổi của chúng ta thì có rất là nhiều những cái mạch ở trong đó. Thì do nếu mà một cái thời gian dài mà chúng ta hút thuốc thụ động á, tức là ngửi cái khói thuốc của người đó, thì chúng ta cũng sẽ bị, cái phổi chúng ta cũng sẽ có vấn đề và cái hệ mạch ở đâu phổi cũng sẽ có vấn đề. Cho nên là chúng ta nên lựa cái lời để chúng ta khuyên cái người trong gia đình của mình không nên hút thuốc nữa. Chúng ta cứ khuyên ngày này qua ngày kia thì dần dần người đó hy vọng là có thể sẽ bỏ thuốc. Nhưng mà ở đây thầy nói là chúng ta nên dùng cái từ hòa nhã hết sức. Chúng ta không có nên diễn như là nói những cái điều gắt gỏng hay là khó chịu với người đó. Chúng ta chỉ khuyên người đó bỏ thuốc mà thôi. Ok, cảm ơn. Yeah, thank you so much. Anh cho xem lúc của em cái. Thank you so much. Hello. You are wonderful. Practice time. And come on. Cảm ơn thầy. Thank you. Thank you, Kenpula. Cảm ơn Kenpula. Thank you very much. Thank you. Cảm ơn Tránh Nhân. Anh Tuấn ơi, còn một trường hợp là thầy và mọi người ạ.
Thank you so much, you all. We hope to see you next time, Ken Bola. Thank you. You too. You all too. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Ken Bola and team. Cảm ơn thầy. Cảm ơn tất cả ban tổ chức. Cảm ơn tất cả Ken Bola. Thank you. Thank you.